rơi lông, rơi lông. Là con đang thay lông rồng và cửa hụt thì lông tròn vào với tôi. Gió nó thổi nhưng mà không nhìn thấy chim nữa. Trên dạ gì anh không xuống ạ. Vâng vâng cảnh con là tôi là cảnh mọi người thông cảm đi, chào cái cảnh này nó hết sức. Buổi vẫn đang chơi cánh ở trong này. Chém cánh cái chém cánh cái gì sút luôn. Chết nha.
mặt. Cảm ơn mọi người đã xem clip của bộ phim đi nữa.